khi mà nhìn thấy cái tàu quặng á, nó rất là chắc chắn và nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là ma trong người, nó rất là sao á. Lúc đó thì lấy lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua đoạn này. Tối nào cũng phải cua đoạn này. Một lần nghĩ rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Em hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chú đáo quá vậy. Chú đáo quá. Hai bạn này giống như là một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Em có cảm giác gì không? Nghệ sĩ gì ta? Chị này có cô dâu có một cái nét hao hao giống nghệ sĩ Hồng Vân. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Hữu Thành. Năm nay em 30 tuổi. Hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ, em tên là Thanh Ngân. Thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng vậy. Năm nay em 27 tuổi. Ủa gì rồi cơ duyên nào mà gặp ta? Không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu vậy. Đúng lần đầu rồi. Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. Còn ảnh thì lên ảnh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. Là... gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm. Thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi. Thì anh cứ vô đó là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Anh chuẩn bị bắt đầu anh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên. Thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây? Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cái tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà cảm thấy là nó sao á. Lúc đó thì lóe lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái tay này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ từ. Thế là, nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là... cái tay ảnh giống như tay anh à? Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin, cởi đi. Cởi ra đi. Cởi đi. Cởi đi để coi có chắc chắn không. Cởi đi. Cởi ra nè. Cởi đi. Cởi hả? Thấy chưa, chắc chắn không? Đó. Rồi em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế là sao? Bây giờ tả là thế khoan tường luôn. Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì cũng quá hay rồi. Trời, tưởng tượng đi là cái tường này nó khoan sao? Cái thế nó sao? Tường, có lẽ thế gì? Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan đi anh. Khoan sao đâu? Dạ, khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3, khoan. Dạ, đi như vậy thôi. À, đứng gì thôi mà yêu đi. Chỉ cần đứng. Có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan chắc chắn là đúng không? Đó, không ngờ cái hành động khoan tường đó mà đã lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Dạ. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan nhá. Trời ơi. Chị nghĩ theo cái nghĩa quá. Xin lỗi, khoan lỗi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể là lòng nào nó anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi chung với một anh thợ khác nữa nên mình đâu dám xin ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em nói rồi thôi rồi liệu này là thôi chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho lòng lần thứ ba nhất quá tàm, lần thứ ba phải xin. Đúng rồi, lần thứ ba anh này tới nữa. Và lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì bắt đầu không có ai cả chứ có em và anh thôi. Thì em nói là anh ơi anh có số điện thoại không cho em xin đi, em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Lúc đó em sao? Chắc đứng đó chắc mắt chớp chớp khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ hơi kệ mình cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á. Thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết. Thì làm ơn mày nhắn với ảnh giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà. Nên mình cũng gọi anh ơi bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Anh nói lúc đó là chỉ nói đúng 3 câu là nói về cái người bạn của em thôi. Còn cả 100 câu sau là nói về hai em không. Mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Vậy hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai. Em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến coi gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mình nói chuyện với nhau, anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không?
một lời đề nghị rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì? Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh, là không được chủ động nhắn tin và gọi điện thoại cho em, em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị, thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng, anh vâng một tiếng thôi. Chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên mình kèo dưới vậy? Dạ, em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi. Đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì ai là kèo trên, ai là kèo dưới? Dạ, ảnh kèo trên nhỉ. À vậy hả? Tình hướng nó xoay ngược. Nghĩa là còn là hết là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, giờ hết làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Ok, em kể lại chị cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà xưa khi mà còn quen á là cái gì anh cũng lo cho em 24/24 hết. Là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là anh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi. Sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Thế sau này khi cưới nhau về á, sao em lì quá vậy? Anh nói em hoài sao em không nghe? Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Tại sao mà có người ta làm thì không sao, em làm bị uống ly nước mà có thành ly cũng đặt như kia làm. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á thì là cái đó anh nói với anh là cái sự đẹp tuyệt vời là ngây thơ. Nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái gọi là một cái tệ nạn, là em không thể bỏ được. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh chị nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà không, vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm rồi hai chồng cùng ăn mới chịu ăn. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cái đó em không bới là anh nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị. Em giữ lập trường cái đó, không có thay đổi. Giữ cái đó. Rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi. Cứ dụ bên ngoài luôn. Đang thấy em vui vẻ, em mình mua chó đi em. Mua chó mình bán có lời lắm em. Thế em mua chó gì mà bán có lời? Mua Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi. Rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt á chị. Sao ấy hả? Gặp gì? Em ơi, cái này làm chuồng chó được nè em. Đi siêu thị em ơi, đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả, em mua giả này mịn lắm em. Mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Coi là em ơi mình phải dọn chỗ này đi em. Chó về nó ở ngoài nè em. Coi là từ ngày đó là lúc nào cũng là chung anh ảnh là cũng là dành chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em ơi mình mua xe đi em. Nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH. Đúng rồi anh. Mình mua xe mình chở chó. Chứ mấy xe bình thường chở chó không được thì chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh ôm chó anh chở phía trước. Nói là nhưng mà em nó thích chó đâu. Vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi. Như là chở nó đi trước rồi anh sau đó có tới được tới phiên em á. Thôi chú quan tâm chó thôi còn con vợ kệ. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi. Coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy. Dạ. Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị cũng đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của anh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ. Còn em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi thì bắt đầu sáp vô. Cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa. Anh ôm anh nói gì lằng nhằng người ta, nói sao em coi phim hoài nọ là em bực rồi. Thôi anh đi ra đi, anh ra khúc kia anh nằm đi, để em một mình em coi. Rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng thì đến bữa ăn thì mình ăn chung. Đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức khỏe mình làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng. Đó bây giờ chỉ có hai cái cần thôi. Đó đúng không em? Thứ nhất đó. Á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai làm một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá coi phim ghiền quá đó
thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Dạ. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Dạ, em biết rồi. Bà. Không biết coi ở đâu rồi hỏi chị Vân nha. Sao chương trình? Dạ, em biết rồi. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn tụi em. Đi xét xét rẹt bên em gì đó. Lúc đó cũng nghi nghi, chắc là có ý đồ đen tối gì đó. Rồi sao? Nói gì không? Bay tới không luôn chị đó, cướp răng lên nhà không chịu xin phép em. Thế là em tức quá quýnh đấm nhát nhén gì đó tè tùng. Thì vô nhà em thấy là nào là huy chương đại hội võ thuật, nào là tới đấu đối kháng gì, em nhìn vô toàn con vợ không. Vợ em là vợ gì? Chơi coi gì? Dạ cũng được ít chút chai đen rồi. Trời ơi, đai đen rồi hả? À, hai người giới thiệu cho mình. Em là Khôi, hiện đang làm chuyên viên kiểm nghệ phần mềm tại công ty Logic Việt Nam. Năm nay em 30 tuổi. Hơi bị chững chạc đó nghe. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại văn phòng đại diện của công ty Novel Pharma. Tại sao hai người lại gặp nhau? Hai đứa em học chung khoa trong trường, nhưng em trên và em hai lớp. Tụi em cùng học chung khoa toán tin. Nhưng mà cả hai đều không biết nhau. Vậy thì lúc nào mới biết nhau? Ngày Noel là 24 tháng 12 năm 2011. Thì hôm đó là hai người bạn cùng lớp với em á, thì mới rủ em là đi cà phê. Thật ra á, là hôm đó em cũng không muốn đi. Nhưng mà bạn em nó nói, thôi mày đi đi, tao giới thiệu anh này cho cái người bạn của em đó. Thì em cũng đi xem sao. Mà nghĩ thì chắc là anh này cũng không có gì. Em cũng không thèm trang điểm, cứ quần jean rồi áo sơ mi thế em đi. Chị thấy không, rõ ràng là duyên đó chị. Cái lần đầu tiên mà em gặp chồng em đó thì cái ấn tượng ban đầu á như thế nào? Là cao to và phải đẹp trai cơ. Đâu đúng là thế. Còn quen giàu cao to mọi người đó. Nhưng mà chồng em á thì chỉ đáp ứng được nửa thôi, tức là cao to thôi nhưng mà không có đẹp trai. Không, nhưng mà vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của em á về vợ em là như thế nào? Đúng kiểu bụi bặm em thích, nghĩa là em cũng thích con gái đều và màu mè lâu lắc, thích nhanh gọn lẹ. Sau thì hai đứa chết qua chết lại, tự nhiên nổi hứng lên, giờ cơm chưa, chẳng mời ăn cơm luôn. Là trong cái bữa cơm đó là chuyện tình yêu đã xảy ra phải không? Không chị, tại vì lúc đó là thấy cảm tình thôi, tính em thì cái gì cũng từ từ. Tuần sau vợ em cùng nhóm bạn đi Nha Trang chơi, em thì cũng đi với công ty. Đó cũng là chuyến đi định mệnh đó chị. Nếu chuyến mà... định mệnh. Dạ, nếu mà không có chuyến đi đó thì chắc là hai đứa em không có thành vợ chồng như bây giờ đâu. Vậy thì làm cái gì để định mệnh? Không, thì hôm đó đó là ảnh gọi điện thoại cho em, hay bây giờ anh đi chơi chung với nhóm em được không? Thì trong cái buổi đó thì anh này cứ đi xét xét rẹt bên em vậy đó. Lúc đó cũng nghi, chắc là có ý đồ đen tối gì đó. Rồi sao, có nói gì không? Dạ không nói gì hết. Lúc đó là nắm tay, ảnh cứ đã đổ mồ hôi đầy tay vậy đó. Rồi tay thì cứ run run như là bị điện giật á. Là sao em không nói mà em chỉ làm thôi vậy? Tại vì lúc đó là mới quen con tuần rồi, không lẽ nói gì? Nó không được, cố ý nắm tay thử. Mà không ngờ vợ giật ra. Rồi sau khi mà bung cái tay ra rồi đó thì bao lâu thì mới tỏ tình? 2 tháng sau anh, đúng ngày Valentine luôn. Em cứ tưởng tượng ảnh là tỏ tình với em thì phải là mời em đi ăn tối trong một cái không gian hoặc là lãng mạn, có nến, là có hoa hồng. Này ảnh rủ em đi công viên. Sau đó là ảnh tặng cho em một cái món quà. Đây. Con này đây. Là em ngụ ý gì vậy? Đi chơi với vợ, mỗi lần nói chuyện với vợ, vợ cứ nói anh nhìn em hoài, cái đẩy em đi chỗ khác, tay không cho nắm. Đó là quen mà thầy game con này em mới ngụ ý là tay ngắn, không được nhìn, không được nói, chỉ nghe thôi. Cái tay bự nè. Cách ngầm đó. Hay không? Dạ không, lúc đó là em thấy con này em cũng bất ngờ lắm đó. Ủa anh tặng em cái con gì vậy? Thở không ra thở mà gấu không ra gấu. Trời ơi em tức quá đi. Dạ không nhận lời luôn. Dạ từ chối luôn vì cái tội là tỏ tình mà không có lãng mạn. Mượn mây đẩy trăng hay hả? Đúng không? Rồi cái lần tỏ tình nào mà thành công của bạn? Từ là vợ em thích độc, lạ, lãng mạn. Còn em thì độc có, lạ có, lãng mạn không có. Cho nên em cho em thành kinh dị. Cái đợt đó là tụi em lại đi Nha Trang lần thứ hai. Hôm đó là đi lên Vinpearl á. Thì đợt đó là có khai trương một cái trò chơi mới là xe trượt núi. Thì em với ảnh là mới đi chung trên cái xe trượt núi đó. Đi đến đỉnh, cái ảnh thắng xe lại cái két. Quay qua mặt mày nghiêm trọng. Cái mới hỏi em là em yêu, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Trời ơi. Lúc đó em đứng hình luôn vậy đó. Không có cái ông nào mà tỏ tình gì mà kỳ cục vậy. Lạ lùng sủng vậy. Dạ, chắc mình nhận lời đại cho rồi. Chứ lỡ ổng chơi cái trò dại dột, đá mình xuống dưới chắc chết. Nói chung là vợ em á là quá nhiều bất ngờ về em. Ngược lại em có bất ngờ gì về cổ không? Ấn tượng ban đầu của em về vợ em, sau khi quen biết xong nó phá sạch sản. Em hoàn toàn không thích một cô gái đều. Nói chung là
ghét chỗ nào chơi chơi chỗ đó, đủ hết luôn anh. Có nghĩa là điệu nè, rồi make up nè, rồi ngoài ra còn một cái phát hiện gì mất có chị. Để em kể cho nghe, sau khi em tỏ tình xong thành công rồi đó, vẫn chơi cho em hôn. Thì 3 tuần sau, đi công viên, em mới lựa thời cơ là em cướp răng. Và cuối cùng có cướp được cây răng cửa không? Em cướp được chút xíu, nhưng mà em lại bị bầm mình. Lúc đó là đang nói chuyện vui vẻ bình thường, cái ảnh im re. Rồi xong cái mặt mày á, thì cũng nghiêm trọng lắm. Thôi mình cứ ngồi xích xích lại em vậy đó. Lúc đó là em nghi ngờ rồi, chắc là anh này là ý đồ đen tối. Đó là nguyên nhân mà em không có cho nhìn, không có cho anh đó. Mà nhìn mặt ảnh cũng lúc đó cũng gian gian nữa. Đó là một hồi chút xíu nữa là bay tới hôn luôn chị. Đó, cướp răng luôn. Ủa vậy hả? Không chịu xin phép em. Đó là em tức quá, quýnh, đóng, ngắt, nhén gì đó, tè tùi. Tức là bữa đó em mới biết vợ em có vợ hả? Đó chưa biết luôn chị. Chưa biết. Vậy chưa biết. Thế sau đó là mỗi sáng thì qua nhà chở vợ đi chơi. Thì vô nhà mới thấy là nào là huy chương, đại hội võ thuật, nào là tế đấu đối kháng gì em nhìn vô toàn tên vợ không? Vợ em là vợ gì? Trai tay vậy? Dạ cũng được, ít ít trai đen rồi. Trời ơi, đai đen rồi hả? Đai đen mà em bầm mình làm hơn đó nghe. Đai đen hai đẳng chị. Chị ra em phải luyện chiêu chị. Chiêu sao? Em luyện cái chiêu là xỉu cái định hướng tâm pháp. Thuật ngữ của dân chơi game đó. Em thì không thể nào quýnh một người phụ nữ, nhất là vợ của em được. Cho nên là khi vợ quýnh em xỉu. Xỉu. Nhưng mà xỉu có định hướng. Xỉu đâu? Xỉu với người bạn. Đúng vậy, em đè. Cưới xong em mới nâng cấp nó lên thành hủ lô thành công. Hủ lô. Hủ lô. Hủ lô là cái viết mà nó đẩy mới chiếm bàn mà được. Mà bây giờ vẫn còn vận dụng cái chiêu đó hả? Dạ vận dụng hoài anh. Cứ mỗi lần là cãi nhau hồi nó hả nóng lên là bắt đầu ảnh chơi ủi luôn. Ủi mà mốt em dẹp nên mập không nổi luôn nè. Tại sao khi kết hôn rồi có gì bất ngờ nữa không? Sau khi mà kết hôn á thì em mới biết á là ảnh là mê game kinh khủng. Có nghĩa là trước đó là không hề biết là ảnh mê game đúng không? Dạ lúc đó thì em biết là chỉ có chơi game thôi chứ em không nghĩ là nghiện tới mức đó. Lúc mà hẹn hò với nhau thì tối tối là 9 giờ là nhắn tin cho em là em ơi anh mệt quá giờ anh đi ngủ đây. Thế là em cứ đinh ninh là trời anh này sao ngoan ngoãn quá đi ngủ sớm. Điều độ quá. Sau khi mà cưới nhau về em mới phát hiện là trời hồi đó nó dối em là nhắn tin xong là bắt đầu ảnh chơi game tới 11-12 giờ đêm thôi. Dễ sợ vậy đó. Tới bây giờ vẫn còn chơi game không? Dạ. Ngày nào cũng vậy hết, đi làm mà sau khi ăn uống tắm rửa xong á là bắt đầu leo lên máy chơi game. Và tới 11 giờ 12 giờ luôn em nổi nóng lên gì đó em mới kêu lại đi anh ngủ không đó cuối cùng mới chịu là nghỉ đi ngủ. Thôi để mai muốn chỉ cái chiêu khác. Em đừng có thèm nói gì hết trơn trời đó, em chỉ cần mặc cái bộ đồ karate của em vô thôi. Chút xíu em đứng đây nè. Anh đằng sau quay là bảo đảm. Dạ, anh đi ngủ liền em. Đó, chỉ cần mặc bộ đồ đó là nha. Sau anh thôi là quay qua là game over liền. Dạ rồi, anh thử đi đó, thử cái chữ này. Bộ này thì làm thử đi. Nha. Còn em sao, có bất ngờ gì nhiều về vợ không? Càng lì vô đói luôn. Lì là lì sao? Nói cái gì cũng cãi cho được. Cãi tới nào thua rồi thôi. Lì mà lì. Đó, lại nóng nữa. Mà nóng không thua cái lò vi sóng ở nhà em. Tính em thì nóng cho nóng luôn. Cứ tăng đô lên từ từ nóng hết được thì chuyển sang từ cơn nóng thành cơn khóc. Nóng mà mít ướt khổ vậy đó. Karate đai đen mà cũng mít ướt dữ vậy đó hả? Xấu gì nữa không cưng? Vợ thích ngủ sớm nhưng mà sớm đây nghĩa là sáng sớm mới ngủ. Là thức khuya hả? Dạ đúng rồi, khoảng 2:30 mới đi ngủ. Ai biết chơi game bởi vì người ta ngủ tại anh không biết rồi. Rồi em chơi game lý do là sao? Vợ kêu đi ngủ, em ngồi em lướt Facebook chút nha, coffee chút nha. Em thì không thích coffee, em chơi game tới lúc buồn ngủ cái nóng lên thà đi ngủ, nhưng mà đâu cho em ngủ được. Nằm ngủ quay như con dòi hả, nhoi mà lăn tại chỗ, có nghĩa là nằm đây quay về quanh đây xong rồi quay về qua đây. Rồi lâu em vô ý em để tay ra thì bị cướp cái tay. Cướp cái tay là sao chị chưa hiểu? Giống như là chạy cái tay em để nằm vậy đúng không? Cái ngàn lần cái lạc vô cái ôm như không, cũng may là cái tay đó chứ không chừng mai mốt là cạp tới cái chân hả trời đúng không? Ở chồng em còn gì xấu đâu nói hết chứ đi. Anh chồng em á rất là bề bộn, sáng sớm á ngủ dậy xong là cái mền thì cứ quăng đó không bao giờ chịu xếp lại. Thay đồ đi làm á thì quần một nơi, áo một nơi, rồi chưa hết đâu ảnh còn mê cây nữa, cây mà nắp ấm ăn thịt đó là gì dạ, chị? Mấy cái cây mà ăn thịt côn trùng rồi đó. Trời đất ơi, người á hả? Dạ. Không, thịt côn trùng người ăn sao nổi vậy? Mà ở nhà em có trồng mấy cái cây đâu? Dạ có. Trời ơi, vậy đó hả? Cây luôn anh ơi. Trời ghê vậy, có nghĩa là mình lấy côn trùng về cho nó ăn hả? Bắt
kiến rồi bắt gián bắt ruồi muỗi gì đó bỏ vô cho nó ăn gì đó. Ờ gì hả? Dạ. Trời mai mốt mà bỏ đói nó không chừng vô nó ăn cái chân em á. Cái đó là cái sở thích của em hả? Dạ thì mà em không có nhậu nhẹt gì hết thì thôi về trồng cây cho nó. Sao không thích những cái cây gì mà nó như vậy, như là hoa 10 giờ nè. Dạ đó, không có thích kiểu người mà thích cây quá lạ không à. Sáng á là ngủ dậy là phải tưới cây, xong rồi ngồi ngắm cây. Tối trước khi đi ngủ là cũng phải ngắm cây. Em không thấy bao giờ mà ngắm vợ hết trơn á. Đấy rồi em có mong muốn chồng em có thay đổi gì không? Em chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là ảnh bớt mê game với lại mê cây một chút, mê vợ hơn chút xíu là được rồi. Qua chương trình này là nhắm có bớt mê cây chút xíu không? Game thì em sẽ bớt lại một chút, nhưng mà khi em bớt game giờ em cũng phải bớt lướt Facebook đó. Cái đó là bạn mong muốn ở vợ mình đúng không? Đúng rồi, giờ vợ bớt nóng bớt lì. Tụi em á, cái mong muốn mà thay đổi về nhau á thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Cái đó thực ra là trách gì á, nhưng mà thấy trong đôi mắt á rất là trìu mến, rất là yêu thương nhau vậy đó. Cho nên là chị nghĩ rằng không cần những lời khuyên của chị á, thì hai em cũng tự biết là mình sẽ bớt đi cái gì. Đúng rồi. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn chị. Mai ơi ăn bánh tráng không? Xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền, mà nhắn cho chị Mai lại nhắn cho em, nhắn lộn cho em. Tá quả lên. Cứ vô em yêu cái này điện thoại lại. Chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì? Mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Còn ghen á. Trời. Nhìn bữa thấy xuân rồi, nhìn thấy xuân rồi. Thấy xuân mà thấy cặp cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống vậy tôi nhìn thích ghê. Vừa thấy cô dâu có cái áo dài màu đỏ và thêm một chú rể màu xanh. Đúng rồi. Hy vọng một năm mang sẽ mang đến một cái năm mới rất là nhiều may mắn cho tất cả mọi người. Em giới thiệu cho mình đi. Em là Lê Thanh Điền, 34 tuổi. Em làm công tác đoàn của công ty dược Sài Gòn. Em tên là Trần Thị Thanh Thảo, năm nay em 32 tuổi. Em cũng là cán bộ đoàn của quận 4. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lúc đó là được đi học lớp cán bộ đội. Vợ mình lúc đó không phải là người của mình chọn. Lúc đó mình làm quân sư cho một cái người bạn trong lớp. Để cưa bạn gái. Để cua của bạn này rồi sao? Mình hướng dẫn anh nó rất là nhiều chiêu. Rồi cuối cùng thì quá nhiều chiêu thì chiêu nào cũng không được. Cuối cùng là chỉ có người quân sư được. Ủa ông quân sư này làm sao mà không được vậy? Vô lớp thì em cũng không để ý tới ai. Anh đó thì anh mới để ý tới em rồi gọi điện thoại rồi mời đi ăn. Mà do là em cũng không có thích nên là em từ chối hết. Nhưng mà vô tình thì lại quen với quân sư. Vô tình là vô tình sao? Dạ, trong một cái đợt tập văn nghệ của lớp để chuẩn bị chào mừng 20 tháng 11 á thì tụi em có tập trung. Thì lúc đó mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ủa chị thắc mắc nè, ủa tại sao lúc đó em lại để ý? Lúc đầu em không để ý mà. Lại lúc mà mình làm quân sư thì nó khác. Rồi sau này mình nhìn lại thì mình thấy bạn này cũng xinh xắn, dễ thương. Thôi quân sư người ta không được, rồi giờ thì mình phải chuyển thành của mình trước. Đó là mình mời hát chung. Rồi sao nữa? Sau đó thì tụi em có một cái buổi đi chơi chung với lớp á, thì cũng có một số anh trong lớp đề nghị là chở em. Mà lúc đó thì anh Điền cũng đề nghị, rồi em cũng đồng ý cho anh Điền chở đi chung. Mình được chở bạn nữ xinh nhất của lớp á, là tụi mình thấy cũng vui. Quá hãnh diện chứ đúng không? Lúc đó mình chở đi là rất nhiều người nói thằng này nó hướng dẫn vào để giới thiệu. Lúc đó thì chỉ thích nhau thôi. Sau đó 3 ngày thì tổ chức một hội trại để mình tổng kết lớp. Thì buổi tối đó nguyên một nhóm bạn với thầy cô cùng đi ra ngoài biển. Và lúc đó thì cái cảm xúc mình dâng trào. Cảm xúc dâng trào không làm gì? Nắm tay. Và cái nắm tay đó cũng một cái lời yêu mình ngỏ. Tin nổi không trời? Mới quen rồi nắm tay rồi cho không ta? Người ta nói là tức cảnh sinh tình thì lúc đó anh Điền mới thể hiện tình cảm bằng một cái nắm tay. Thì em nghĩ cái nắm tay đó là cũng một cái gì đó để ngầm hiểu. Dạ, ngầm hiểu. Rồi từ khi nắm tay bà Biển là ngươi là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau khi quen nhau thì hai bạn có chuyện gì vui không? Dạ có một lần mà em đang ngồi ở cơ quan em làm việc á, thì em mới nhận được một cái tin nhắn của anh Điền gửi đến. Cái nội dung tin nhắn là Mai ơi ăn bánh tráng không? Xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền, mà nhắn cho chị Mai lại nhắn cho em, nhắn lộn cho em. Nên là tá quả lên. Rối quá. Quen cứ mỗi lần rồi nhắn mới gửi. Quen rồi cứ vô gửi. Cứ vô nghe, em yêu cái nghe điện thoại lại. Chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì? Mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Còn ghen lắm. Hay.
Dạ lúc đó em không tin chị, không có chấp nhận cái chuyện là nhắn lộn tin nhắn như vậy. Tại sao em không nhắn rủ em đi ăn bánh tráng mà lại rủ cái chị kia? Nên là em giận mấy ngày. Nghĩa là giận mấy ngày luôn? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau đó còn phát hiện ra cái gì bất ngờ ông chồng hay nhắn tin nhầm này không? Anh Điền thì vô tình hay cố ý thì em không biết, nhưng mà những người bạn gái của anh Điền lại có chung một tên Thảo. Mấy người lận em? Ba người. Tình cờ hay là do bạn ấn tượng cái tên Thảo? Không, cái đó là tình cờ. Với chắc mình cũng là một cái âm mưu của mình đó. Nếu mà có lỡ mà nằm mơ mà nhớ bạn gái cũ Thảo ơi anh yêu em thì lúc đó vợ mình còn thương mình nữa. Trời ơi. Trời, tội nghiệp thuận quá à, té hoài. Trời ơi, đúng là âm mưu ghê luôn. Ghê thiệt chứ, công nhận á, tiếp xúc nhiều mới thấy đàn ông nhiều chiêu thì có thuận. Nhưng mà em có rắc rối gì với cái chuyện mà ba cô cùng tên Thảo không? Trong ba người tên Thảo đó là em người thứ hai. Đời nhì đó phải không? Đời nhì. Ủa? Ủa, còn đời ba là sao? Không lẽ đời ba sao em? Dạ đúng rồi, tại lúc đang hai người đang quen thì có một chị cũng tên Thảo cũng thích anh Điền. Có nhiều tình huống xảy ra nên là em phải dùng cái chiêu là lạc mềm buộc chặt để lôi anh Điền về với mình. Em buộc làm sao? Thì lúc đó cũng chia sẻ rồi phân tích rồi dùng những cái chiêu của một người phụ nữ, em nghĩ chị Hồng Vân biết mà. Dạ đúng là lạc mềm buộc chặt. Có lúc nào mà em cảm thấy em bị áp lực đối với cô Thảo này với cái kiểu mà buộc rồi mềm rồi nói chung là chiêu thức của cổ mà đến độ em cảm thấy em stress mà em phải trốn chạy cuộc đời này không? Dạ có chị, có mấy lần nhất sợ nhất là gọi điện. Gọi điện thoại là gọi điện thoại xuống. Vậy hả? Gọi điện riết mà thiệt, nhiều khi là em nói với nhà nói là đừng gọi và nhắn tin cho anh nữa. Có bài hát đó. Vậy à? Sao vậy em? Tại sao phải gọi nhiều như vậy? Ảnh có cái tật là khi mà đến bàn tiệc rồi vô ngồi rồi bắt đầu cũng ly với bạn rồi á, thì em gọi thì mới là phát hiện là ảnh đã vô nhập tiệc rồi đó. Nên có nghĩa là đi trước khi đi nhậu là không bao giờ gọi? Dạ, chỉ gọi sau khi đã xỉn không, rồi. Tức là để em phát hiện không à chị? Nhưng mất mà... mắt gì mà em không điện cho vợ em biết là anh đi nhậu ở cái địa điểm này nghe. Lỡ có chuyện gì thì hốt anh về, ví dụ vậy. Anh Thuận có đi nhậu không? Có. Anh em ở đây người nào mà có gia đình rồi á, đi nhậu mới biết. Nhậu mà lúc nào mà gọi cho vợ trước á là bảo đảm là sẽ bị cằn nhằn. Là nhậu mất vui phải không? Đúng vậy. Thôi để mình cứ nhậu giữa chừng cái mình gọi có la cái gì á. Với mình có một cái chiêu nữa, mỗi lần mà vợ gọi lại điện là cứ alo, vậy đi nha, ok vậy đi nha. Cái mấy đứa bạn nó hỏi ai gọi mày, vợ tao gọi. Ủa tao tưởng mày làm ăn cái gì, tưởng mình đang làm, mình cứ gọi vậy để cho mấy bạn nó khỏi nói mình sợ vợ. Hay. Thực ra là mình có sợ vợ đó đúng không? Vậy thì anh hỏi em nè, bao lâu á em mới quyết định là cho ông dặm rồi? Tụi em làm đám hỏi năm 2006. Làm đám hỏi xong thì mới suy nghĩ, đám hỏi xong rồi lỡ anh bỏ em thì thiệt thòi cho người nữ. Thì hai đứa mới quyết định là đăng ký kết hôn. Rồi cưới liền? Dạ không, tới 2007 mới cưới. Trời ơi, tới một năm sau mới cưới luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là ông chủ tịch phường mới nói là thằng Điền là nó bị kêu án chung thân rồi. Một năm sau nó mới được thụ hình. Nè nó nghe nè, nhưng mà đã đăng ký kết hôn xong rồi mà không ở chung nhau vậy á, Thảo có sợ không? Đâu có gì đâu sợ anh, tại vì còn trên danh nghĩa pháp lý là đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Nên là anh Điền có làm cái gì em cũng không sợ. Trời ơi, tụi em có cảm thấy là dại dột không khi mình bỏ phí mất một năm? Em nghĩ thì trong quá trình một năm đó để cho tụi em chuẩn bị về nhà cửa, quen từ từ cái nề nếp của hai bên gia đình rồi mới về ở. Nhưng mà hai ông cụ xui á có hợp nhau không? Bố vợ của em á là người nói vùng Bắc, còn ba em là nói vùng Nam. Ba em á thì bị lãng tai, còn bố vợ em á trong chiến tranh á, bố là thương binh nên thành ra bố cũng nặng tai lắm. Cái ngày để chuẩn bị đám cưới hai người mới nói chuyện thì hai ông nói chuyện hay lắm, cứ dạ ok nghe quyết đó. Nhưng mà thật ra không biết gì hết, không nghe gì hết đúng không? Không nghe gì hết, cái ông nào cũng lắng tai. Và cuối cùng á là hai mẹ mới ngồi nói chuyện với nhau mới thống nhất truyền tải lại cho hai ông. Nghĩa là trong đám cưới của hai bạn chắc chắn nó có rất là nhiều câu chuyện vui, đúng không? Thì nó cũng có nhiều chuyện lắm. Chuyện gì? Ba em á là bắt hai bên đều bận với áo dài khăn đóng hết. Mới đầu là mình thấy nó rườm rà quá. Sau này mình nghĩ là cán bộ đoàn nữa, mình giáo dục cái truyền thống nữa. Coi như là anh em nè, rồi chị em đôi bên phải mặc áo dài khăn đóng dạ, hết. Đúng, đúng lúc đó tụi em phải đi thuê áo dài khăn đóng cho... Em thuê hết cho dạ, tất cả rồi. Các anh chị em á. Trong đó thì có một người em của anh Điền ở bên Hà Lan về, cũng thích bận áo dài khăn đóng, cũng bưng quả. Thì lúc đó cái em đó lại không có chịu cái màu của những người bưng quả mà lại đòi màu của chú rể. Nhất quyết là phải mặc cái màu này nó mới đẹp.
cái màu này nó ngon hơn cái màu kia. Xong rồi thì ở nhà anh Điền rồi phải giải thích cho các em đó là con phải mặc cái bộ cho phù hợp với lại bưng quả, còn cái của chú rể là người ta riêng. Thì sau đó các em nó mới chịu. Chịu đó, dạ, còn không mà nặng nặc bữa là coi là cướp là... đồ chú rể. Cũng dễ thương quá. Cái đám cưới nhiều chuyện vui thiệt á. À, Điền với Thảo có mấy bé rồi? Dạ mới có một bé 2 tuổi. Dạ. Vậy thì Điền mong muốn Thảo có thay đổi gì không? Và mình muốn là bớt việc bởi chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy thôi à, thế còn Thảo? Em cũng mong muốn là ảnh cũng bớt những cái tiệc ngoài giờ á, cái nhịp độ mà nhậu trong tuần nó rất là nhiều. Nên dạ. Nghĩa là điều mong mỏi Thảo có Điền duy nhất là gì, bớt nhậu một xíu thôi. Tức là thực ra hai bạn này á đều có một cái mong muốn giống như nhau là dành thêm thời gian cho nhau nữa. Và cần thiết nhất là cho đứa con của mình. Chị nghĩ rằng cái này nếu mà các bạn muốn thì các bạn sắp xếp được mà, đúng không? Đơn giản. Tất cả là do mình. Đó, rất may mắn là ngày hôm nay trong cái ngày đầu năm mới, ngày xuân á, mình được tiếp xúc với hai cặp vợ chồng mà các bạn là gần như á, là trong cuộc sống các bạn rất là hài lòng về nhau. Những cái điều mà mong mỏi thay đổi nó chỉ là một chút xíu xìu xiu mà nếu mà làm được á thì sẽ là những cái gia đình hết sức là hạnh phúc. Điền bớt bạn bớt bè bay về bên bé. Bay về bên bé. Trời thơ kỳ quá. Xin cảm ơn hai bạn. Mời quý vị dành một tràng pháo tay chào đón cặp đôi đầu tiên. Thắng lại nhắm mắt lại rồi mở mắt ra coi phải không nha. Yeah. Wow. Thấy chưa? Trời ơi, chào cô, em chào ai vậy? Dạ, đây, con thấy hôm nay cô giống như bà Xui chưa? Ôi dồi ôi, đúng cái hình ảnh này là hôm bữa mẹ con ở trên sân khấu này, đám cưới con là... Cô bằng mọi cách cô phải làm này, cô tái hiện này. Đấy, vì không về ăn đám cưới tụi con được. Dạ, thành ra hôm nay cô giống như là dự đám cưới lại vậy đó. Cô thay mặt chương trình Vợ Chồng Son này, cô thay mặt anh Quốc Thuận này, chúc tụi con là 100 năm hạnh phúc. 100 cái gọi là bún đậu mắm tôm. Mua mai bán đắt. Đâu cả 100 chi nhánh chứ. Cả nước nữa con nhớ. Bây giờ nó tới Vũng Tàu rồi. Đấy, dạ. Cho nên cứ thế phát huy nhá. Dạ vâng ạ, hai vợ chồng con cảm ơn cô ạ. Thật sự thì con mời đám cưới cũng rất nhiều người nhưng mà cũng mời vào cô vào đúng lúc 4 giờ sáng thì là cũng là một cái mà cũng rất là kỷ niệm á. Ừ, kỷ niệm. Nhớ hoài luôn. Lúc hôm nay cô là bên Mỹ và lúc bây giờ nó trái với giờ mình mà. Em gọi điện như bình thường. Cô ơi, tụi con chuẩn bị sẽ làm đám cưới, trân trọng mời cô dự với tụi con. Thì cô nói nguyên Mỹ thì mình nói dạ vâng, thế để đợt sau. Lúc sau cô nói là bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Bây giờ đây này đang là 4 giờ sáng. Thôi bây giờ mời ngồi đi, mời ngồi đi. Rồi. Trời ơi. Bây giờ mời hai đứa giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Vì trước đi. Tại bình thường ở nhà thì vợ nói, sau đó thì em mới được nói ạ. Nên là thôi cứ nhường vợ trước luôn. Dạ, nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Dạ, con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán rồi. Trời ơi, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Cái nãy tao vừa chúc 100 đấy thấy. Rồi bây giờ tới khoa đấy em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vi ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ, kém vợ con 3 tuổi ạ. Ồ, ba đã biết được con sắp 34 rồi. Không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm Khoa. Con già lắm Khoa. So với vợ con thì con già lắm ý. Dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nỗi niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ. Nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nỗi niềm và nghiêm túc. Thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em nó bắt đầu như thế nào. Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Ừ, kể cơ duyên nào tụi con gặp nhau? Tại phòng khám đa khoa SBB với đội ngũ bác sĩ và đồng nghiệp giỏi, chúng tôi từng bước hướng tới một dịch vụ y tế tư nhân đẳng cấp, đồng hành cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, chủ động với bệnh tật. SBB Healthcare dùng yêu thương, trí tuệ để thức tỉnh và cùng nhau hướng tới tương lai. Ừ, cơ duyên nào tụi con gặp nhau?
Dạ, tụi em gặp nhau lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài à. Bạn em rủ em đi xem, tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó, thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ, từ 2015 á là đi xem, thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn đó cô. Lần đầu tiên mà còn để tóc giống giống em y chang vậy nè, tóc bum bê á. Em giống như là em bị ấn tượng, em thấy vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Lúc đó chưa làm quen, đến tuần thứ hai á, em đi xem tiếp thì bắt đầu hả, diễn ở đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu mà hay nhìn xuống em ngoài à. Chắc là cũng để ý em lúc đó giao lưu với em không phải là người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu, thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Nhưng mà con tả Vi lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ, nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang ngang thế này. Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là ad Facebook, ad Zalo đồ. Vậy thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này, xong rồi em thấy tên cái em vô, thấy đăng Mạc Văn Khoa cái em vô, em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? Vậy hả? Đấy lại đã bán xong là con bình thường. Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về mới chẳng vậy. Bản thân mình là cũng ấn tượng rồi. Cô gái và thật sự là khi chụp hình về thì mình cũng muốn biết cô ấy là ai, bởi vì là người đầu tiên xin chụp hình với mình. Sau về đấy mới tìm hiểu, nói chuyện, tâm sự và nhắn tin qua lại. Vợ con làm khuya thì mới nhắn là hồi đấy vẫn anh em thôi. Chưa biết là con nhỏ tuổi hơn thì cũng cứ xưng em thôi. Mới hôm đấy thì làm thì vô tình xe bị hư thì kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ, thì con mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị, thì con chạy thế con đón Vi. Sau đấy lúc thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu, thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi. Thế thì đưa về gần nhà thì lại rủ ăn bún bò. Sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi, mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái phí của mình nó không đủ ăn trong áp lực cô ạ. Thì vâng, thế rồi sao? Bốn tô bún bò. Bây giờ sao? Cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì... Con nói với Vi đấy. Có gì lần sau thì anh thanh toán anh bù. Thế lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Thời sinh viên có được 800.000 ạ. Đi chơi. Dạ vâng, hôm đấy bé. Thì dạ hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Đủ khả năng. Con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ. Chứ quê mình đi ăn là mình thấy anh mới cắm cái laptop này, em cứ ăn đi thì cũng hơi ngại. Sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của cái chương trình đó, thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi dạ, em Vi đều đi theo để dạ, mà đều đi ủng hộ, xem đúng không? À, xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là vậy, giống như là con ái mộ Khoa thôi đúng không? Dạ, hay là lúc đó là đã yêu nhau đến không? Cái vòng mà gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau à, là coi như chính xác. Dạ, chính tức là yêu nhau là ngày 5 tháng 6 2015 á, nhưng mà về chung kết là 12 tháng 6 2015. Về cái việc gọi là tỏ tình á thì anh Khoa anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ tỏ tình thì là em tỏ tình, nhưng mà giống như là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường, nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết. Nó còn bực mình nữa, con cứ câm lặng. Dạ lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Con trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á, nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính, rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lót đường đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới được không ạ? Thì con cũng bày tỏ tình cảm và tụi con thì không có, lúc đấy thì cũng không có lãng mạn gì đâu, không có một cái buổi tối gì lãng mạn để tỏ tình ở đâu, nó chỉ là qua tin nhắn, qua lời nói thôi ạ. Sức khỏe tốt bắt nguồn từ việc uống nước tốt. Sau đêm chung kết thì con được giải nhì, và như cũng như anh Thuận nói là từ lúc mà quen nhau cái là lúc nào cũng đồng hành với con, và sau đêm chung kết thì đồng hành với con tới lúc có bầu luôn, là lúc nào cũng đi theo con, mà hai đứa đi xa quay ở đâu rồi cũng đi với nhau hết ạ.
Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Tới đám cưới của anh Giang, anh Trường Giang là 2018. Ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới. Rồi tiền bạc thì cũng rủng rỉnh đúng không? Sao cổ? Dạ cũng có trang trải một chút ít ấy, nhưng mà Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì em bị áp lực nhiều ạ. Là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bu vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Dạ chứ còn trước đó là em vẫn đi làm, vẫn nói chung là vẫn tự chủ được tài chính. Và những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay nhắn là... tin chửi em nữa ạ? Nhắn tin riêng vô Facebook em, nhắn tin ngoài riêng nói em mê chửi. Tiền ra thì còn nói em cái gì nữa? Dạ lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả, sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền, bắt đầu đi sửa sắc đẹp, nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn. Kệ mình làm dạ. Dâu của người gọi là nổi tiếng thì mình không quen thì vẫn buồn khóc, nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì ý là không nhỉnh bằng Vi. Về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Mọi người không có hiểu hết được cái tình cảm của hai đứa, không hiểu được hai đứa bên trong là cái gì. Thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Nhiều lúc nhìn vợ anh buồn lắm. Nhưng có cái gì thì mình cứ nói thật ra thì hai vợ chồng hiểu nhau. Trước khi có em bé thì hai vợ chồng con thì có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn. Bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong rồi sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm mà. Ồ. Không hỏi thăm con luôn, toàn có hỏi như thăm mặt thôi. Với con luôn đấy. Đấy bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Đấy các cụ là hay thế lắm em ạ. Rồi nhưng mà bây giờ quay lại cái chuyện tình yêu của tụi nó đi chị. Không phải là em tò mò đâu. Thôi em không tò mò. Cái phần này chị nhường cho nhưng em. Nhưng mà gì nè, thế này nè. Tại vì trong mắt của anh á là Khoa nó rất là hiền. Bây giờ em hỏi luôn cho nên đi. Anh muốn biết là trong tình yêu đó thì bạn ấy có hiền như vậy hay không? Dạ cũng hiền lắm anh. Lúc nào cũng hiền đến bực mình á. Đến bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Dạ nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5 tháng 6 ạ, trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy, thì con đứng trước gương thì con cũng thở đưa cái mặt, mình hay tập diễn mà, thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới, sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi thì bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Rồi lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không suy sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Thế bây giờ cô hỏi thật nhé, cô hỏi thật thế. Trong 7 năm yêu nhau, cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất? Dạ, chắc là lúc biết con có bầu á cô. Lúc mà con báo là có em bé đó. Dạ. Thế lúc đó sao con? Ôi dồi ôi, con được làm bố rồi. Trời ơi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Mà hôn bụng. Bụng hơn 2 năm mới có được em bé. Là vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn con nữa mà cũng chưa được ạ. Chưa được. Ôi yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chung. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là nói xấu nhau ấy. Vì biết vì xem. Phần mà nói xấu nhau ấy con. Đó. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không Vi? Chào em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi chứ còn không là có tật xấu. Tức là bừa bộn đúng không con? Thế còn gì nữa không? Kể nhiều ra đi em. Đoạn này là khán giả rất muốn biết đây. Dạ không ạ.
nóng tính là con. Dạ, con thẳng tính quá cho nên nhiều khi có cái gì con hay thẳng nhưng hay làm bích lòng. Để chút nữa Khoa nó khai. Để chút nữa Khoa khai. Chứ... còn bây giờ Vi á, Vi khai hết đi. Bao nhiêu tật xấu mặt Văn Khoa bên em khui hết đi. Nó có nhây không? Dạ cũng nhây à. Ngay hay kiểu tát cho mặt mình đó cô, kiểu ngay cho mình bực mình khó chịu. Nó có những cái tật nhây lầy nào khác cái vụ mà tát không? Em dạ, kể một vài tật điển hình đi. Dạ không, ngay chồng ngoan lắm ạ. Cái khó bóc phốt chồng được lắm. Thế còn bừa bộn cỡ nào? Dạ, theo con bừa bộn cỡ nếu nào mà con? Không có con thì chắc cái nhà rác lên thấy cao. Thế là quá bừa quăng rồi. Kiểu quăng thoải mái level cao rồi. Xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo anh mặc hôm chương trình này hôm chương trình kia là phải con tìm, chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm không à. Là quên đúng không? Nhiều khi đi diễn về mệt cái đầu cái ỷ lại á, tại có người dọn cho nên ỷ lại. Với lại mình cũng phải có tật xấu chứ anh. Mình sống ở hoàn hảo quá nó áp lực lắm nhỉ. Đôi khi em có thể là em kể về em có thể gấp bộ đồ nó rất là đơn giản thôi. Nhưng đôi khi mình cũng phải tỏ ra mình có tật xấu gì đó chứ. Mình hoàn hảo quá, vợ chủ quan anh ạ. Đừng bao giờ để vợ chủ quan trong hôn nhân, trong cuộc sống gia đình. Mà lúc nào vợ cũng phải nghĩ chồng, phải làm cái này cho chồng này kia chứ. Vợ chủ quan quá không làm gì cho mình hết, lâu lâu nó khô lắm anh ạ. Chứ còn em thật sự em không phải là người ẩu tả, không phải em nói đâu, nhưng mà trong ví dụ trong công việc kịch bản hay tất cả đồ đạc con rất là kỹ luôn, nhưng mà khi về nhà thì mình nó thoải mái một xíu chứ mình cứ cả trong công việc rồi kỹ rồi về nhà cũng kỹ càng, nó cuộc sống nó không có màu sắc. Nhưng mà đôi khi thì cái quần thì mặc về thì quăng ở đấy thôi thì nó cũng bình thường thôi, bị hổ vậy dạ, không bị hổ đó. Thế thôi, thế còn gì nữa không? Thế có mê game không hay là đó, có đam mê gì không? Dạ đam mê câu cá, nhiều khi câu cá đâu sao già thế con, câu cá già trước tuổi thế con. Dạ thì chung là con nó cũng giống như mặt của con đó. Cuộc sống của con nó cũng chậm xíu vì là mình nhiều khi mình đi làm thì mình luôn liên tiếp là mình phải vận động, mình phải chạy theo công việc. Đôi khi thì mình muốn chậm lại chút xíu, về nhà thì có những khoảng thời gian thì đi ra ngoài ngoài sông, ngoài suối, ngoài bờ gì đấy thì cầm cái cần câu thả cá thì nó bình yên. Nhiều khi 4-5 tiếng đồng hồ nó trôi qua nhanh. Em ơi làm tin ông đấy, ngồi làm câu cá. Thì cũng có tưởng tượng là cái mặt con ấy cầm cần câu nhìn nó rất là thư thả. Đấy, nhìn nó rất là thoải mái, thư giãn. Cầm một tách trà lên, dạ, vâng nhấp một bút đi cà phê cái. Xong là mặc dù trời rất nắng, có thể là 11, 12 giờ trưa đi câu cá ấy. Cho nên là da nó đã đen rồi thì nó cứ liên tục đen như thế. Rồi con không có, ví dụ như là lâu lâu vợ ông nói là đi spa thì này dạ, kia với vợ đi chăm, thôi. Dạ có, đi chăm da như chăm 10 ngày thì đi câu cá một ngày là coi như xong. Đúng rồi, cũng như không, như ông trả lời cho nắng gì đó. Gọi là cái đam mê ạ. Thì cũng bực mình nhưng mà chồng nói là anh chỉ có đam mê câu cá thôi, anh không đam mê gì khác hết. Em mà còn cấm nữa thì hả, sao được thì thôi. Thế thời gian nữa lại thêm cờ tướng nữa đấy con ạ. Dạ. Câu cá với pizza, câu pizza thì ít hơn mà câu cá. Có khi nhiều khi một ngày được nghỉ là chỉ có gặp chồng con được buổi tối vài tiếng thôi. Dạ. Con như là vợ, đi cả ngày. Ấy, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Có ghen không con? Dạ không, cô con thèm được ghen mà không ghen. Không ghen à? Dạ. Từ lúc tự tin đến thế bây giờ luôn con thèm được cảm giác chồng ghen. Về ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi, còn con thì không con ghen luôn con chưa dạ. Bao giờ, bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Dạ. Còn nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương mà sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con không thể nào mà vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được. Thật sự luôn đấy, bảo vệ con rất là tin tưởng luôn. Phải, nhiều lúc mình nhìn vào gương mình nói một người đàn ông như thế này thì vợ làm sao mà có thể bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác được chứ. Mình có quá hoàn hảo đúng không? Dạ vâng ạ. Mắt mơ màng đó. Dạ vâng, cho nên là con rất là tin tưởng luôn. Nhưng mà cô hỏi này, ví dụ như là khi mà chẳng hạn hai đứa cùng xem chung một bộ phim nào đó chẳng hạn, mà vợ con nó buộc miệng lên nó khen cái chàng trai ở trong phim nó đẹp, ui anh nó đẹp dai quá này, con khó chịu không? Dạ không ạ. Ồ,
chỉ có con bột miệng thôi là khó chịu với con thôi chứ còn con bột miệng em ấy xinh quá là mặt. Vợ con nói thật luôn, con nó không ấy, còn bởi vì nó cứ bù trừ cho nhau á. Ví dụ như vợ con rất là nóng tính luôn thì con lại hay bị cản nể, con lại bị hiền thì hai bên nó xô bù nhau. Đúng chứ rồi. Hai vợ chồng cùng nhau nóng tính thì khó mà sống chung được với nhau lắm. Giống như là con không có ghen thì vợ con lại quá ghen. Rồi bây giờ nhân đây nói luôn đi. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Là cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào Khoa? Cái đồ nóng tính của bạn ấy là như thế nào? Bếp lửa bật lên. À, giống như cái bếp ga anh bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Cắn. Thừa sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa Khoa? Dạ vâng, lâu rồi ạ. Lúc đó chưa cưới. Lúc đó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có cái đầu nó phải nặng lắm cho nên mới cắn. Dạ ghen đấy ạ. Ghen với ai? Ghen trong nghề hay ngoài nghề? Hay là ghen phong long ở trong một người bạn nào đó? Bạn. Đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn con nữa thì bạn của bạn không đấy cũng không nhớ là vì sao nữa nhưng mà đôi khi thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị không bị ngắn gọn quá bị giống như kiểu là xúc tích quá con thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ đâu nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con mới bắt đầu là nói chuyện lại. Thì lúc đầu thì ghen lắm nhưng mà bây giờ bắt đầu là từ từ cái ghen đấy nó bớt dần và khi mà quen bé rồi thì bây giờ thì nóng tính ấy thì nó sẽ bớt hơn nhiều so với vợ con ngày xưa thì bớt hơn một nửa rồi. Và rất là thẳng tính luôn ạ. Và nhiều khi là ví dụ như trong một quản lý một cái quán thôi thì đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây thì thẳng quá thì nhân viên nhiều khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cản nể quá, con là nhiều khi lại chiều nhân viên quá cho nên là đôi khi nhân viên là cũng phải có người này người lại. Kia cô chứ hai người đứa đều mà lúc nào cũng phải khác nhau đó. Nhưng mà vậy cũng hay, giống như Khoa nói, đó là một cái sự bù trừ lẫn nhau. Đó. Thế còn tật xấu gì không? Nóng tính này, hay ghen này, với lại... Hết, bây giờ hết ghen. Ghen mà ghen bây giờ cũng còn ít. Bây giờ ghen. Bây giờ thì ít rồi ạ, thời gian mới yêu nhau ạ. Mới yêu, tại vì là... em không hiểu được cái bên nghệ thuật nhiều, cho nên nó nhiều khi thấy đóng chung với người này người kia mình cũng buồn cô. Mấy cái cảnh mà thân mật cũng buồn, hoặc là nhiều khi bạn bè đi chơi chung thì em không có biết mấy người đó chỉ là bạn của bạn thân ảnh thôi. Thì đi chung tự nhiên mình cũng thấy buồn, mình tự nhiên lúc đấy con cảm thấy tự ti á. Sao á, xong rồi con ghen. Nhưng bây mà giờ... cái đó là trước đây, còn bây giờ là hết rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì... cải thiện. Dạ, bây giờ kiểu lâu lâu hơi... ảnh mà thí dụ đỉnh đi đóng với ai mà đẹp đẹp xíu thì cũng sướng ha, thì kia nói vậy thôi, trong lòng cũng buồn xíu là thôi à, chỉ thoáng qua như vậy thôi. Nhưng mà có ghen với khán giả không? Dạ không ạ, em mà thấy khán giả mà tới ôm hoặc là chụp hình với ảnh em mừng lắm ạ. Nói chung là ít ai nhắn tỏ tình hay là gì với em lắm. Giống như các ca sĩ hay là diễn viên khác thì có thể là nhiều người mà nhắn, ví dụ như là khán giả thật sự luôn. Bởi vì là họ mến mộ và cũng hay có cảm tình nữa. Còn mọi người khán giả nhắn với con thì đa phần chỉ là diễn hài có duyên hay là diễn hài có cười đó. Thôi. Còn chưa bao giờ mà kiểu như là tỏ tình mà kiểu như là yêu đương đâu. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn là đi mua sắm online. À có. Dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn, đôi khi con ra con lấy hàng xong rồi điện. Anh ơi, con thằng đen nó vẫn ở ngoài nhá. Anh vào anh khóa cửa là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Đấy, là biết đen, tên tất cả đen. Mọi người luôn và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết dở. Nói chung là ở nhà con mua cho con không có gì đâu ngoài đồ và đôi khi thì nhận là vẫn một câu cái này em mua cho con, cái này em mua cho con và đúng là nói chung là lướt mạng xã hội có thể chán nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không chán bao giờ. Lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì Mạc Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Không, vậy thôi anh ạ.
Không thay đổi gì hết. Dạ, có bớt mua sắm không? Ghen thì cũng đã bớt ghen rồi, nóng tính thì cũng đã bớt nóng tính rồi. Mua sắm thì... Thôi bớt mua sắm đi, cũng phải ước một điều chứ con. Đúng không? Tự dưng mình có được một điều ước sao mà mình không dại gì mình không ước. Con cũng hoặc là bớt cái gì chứ. Con cũng thích là bớt mua sắm. Ừ, bớt mua sắm đi. Nhiều khi mua những cái con có mua rồi mà con quên. Dạ đúng rồi cô, có cái con mua 2-3 lần luôn. Đấy thì chưa. Giao tới con còn nói với shop là chắc giao lộn cho con, nhưng mà không phải, con coi lại là con đặt rồi. Wow, quên đó. Này á, con bé kia nó nhưng nhỉnh lên một tí nữa, nó biết dùng điện thoại rồi đó. Nó sẽ đồ lại y chang mẹ nó. Là lại mua là đến mấy tập người mua ấy. Thôi ước đi, vợ ơi, ước đi, bớt bớt lại tí. Ước hả? Ừ, ước đi con. Không, nhưng mà điều ước thì nó phải con muốn nó lớn hơn xíu nữa. Còn mua đồ thì dạ. Không thì thế tùy con mà nị. Thì bây giờ Khoa muốn điều gì? Tùy con muốn điều gì ở Vi nè. Đó. Nếu mà bớt cái điều đấy đi thì vợ con là perfect hoàn hảo đấy. Dại gì mình không ước? Bớt nóng tính hay bớt mua sắm hay bớt con mong là bớt suy nghĩ ạ. Dạ. Bớt suy nghĩ nặng nề, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Đôi khi thì mình cứ sống nó thoải mái thôi. Mình đã tiện lấy nhau, đã có con với nhau rồi, làm đám cưới nhau rồi, tin tưởng nhau. Không nên bớt suy nghĩ nó quá nặng nề. Suy diễn. Bắt đầu suy diễn từ lúc có bầu ạ. Lúc đấy là khoảng thời gian đấy thì ở nhà không có đi theo con nữa. Thì bắt đầu là nhiều khi là thấy con không về hay đi đâu là bắt đầu là vẽ ra cả một bộ phim luôn ạ. Cả một bộ phim luôn, có đầu, có đuôi, có kết luôn. Thì bây giờ thì lúc ấy là bởi vì ở stress mà, bởi vì mấy năm trời đi theo con, lúc nào cũng có nhau, thì từ khi con bé có bầu là không đi theo con nữa. Và thì đôi khi thì hay suy diễn, suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ là bớt suy nghĩ lại. Bớt suy nghĩ lại, bớt suy diễn lại. Bớt suy diễn lại. Thế còn Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Hoàn hảo quá rồi đúng không? Dạ. Em cứ nói thẳng ra. Thì giống như lúc cưới thì em nói là chồng em đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo. Cho nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn. Rồi chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hung con rồi phải hung vợ nữa. Giờ hung con thấy chưa? Ôi đó là rồi. Một cái điều ước là chính xác luôn. Tôi một cái mong rồi. Muốn quá tuyệt vời bây giờ luôn. Chốt một mong muốn thôi nãy giờ. Không có quyền mong muốn nhiều thứ là em mong muốn, còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi. Hai mẹ con phải ngang nhau chứ. Chết chưa. Chứ mai mốt con mà đẻ nữa là con dẹp qua một bên luôn á cô. Dành hết cho hai đứa con rồi con là dẹp qua một bên luôn. Hôm nay con mới nghe được cái điều đấy đấy. Dạ. Thấy chưa? Thật ra khi thì mình thấy nó mọi thứ nó lướt qua nhanh quá. Về thì thấy con thì đựng con, ôm con một cái, nhưng mà đôi khi thì cũng quên vợ cô ạ. Đấy. Thì cũng là cái mà... Nhưng mà lần sau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Đúng, nói thẳng với anh chứ đừng có để trong lòng lâu như thế. Dạ, đúng rồi. Anh đang định nói nha. Anh cũng vậy đó. Anh là cũng là một người mà rất là mê con. Dạ. Nhưng mà cái vợ đó anh thì mình là nói liền luôn. Dạ. Vợ anh là chặn đứng liền đó. Anh bay về, lúc mà mới có Candy đó à. Bay về hôn con không? Là mấy lần mình không để ý. Mình cứ nghĩ là bay về hôn con. Mấy lần sau cứ chỉnh. Không con mà không hôn vợ gì hết. Cả em cả thằng Khoa là phải học chú Tuấn. Học chú Tuấn chồng của cô á. Cho tới giờ phút này luôn. Chị nói em biết. Đi ra khỏi cửa là hôn vợ. Về đến nơi là phải ôm vợ, hôn vợ đầu tiên. Không, cái đó là cô không ép nha. Mà cái đó là nó mình gần cảm như giác là một cái bản năng của chú hay sao. An toàn nữa. Mà con có biết cái cảm giác đó nó vô cùng hạnh phúc không? Thực ra cô chả cần cái gì ngoài cái đó đúng không con? Thế cho nên là giờ con phải bắt trước chú nhá. Nhớ nhá. Em cũng bắt trước luôn nha. Bắt trước rồi. Nha. Thôi vì dành nhân hôm nay nè. Một cái kỷ niệm nha. Xong đi rồi anh chúc. Yeah. Anh chúc nha, anh chúc là dính đó nha. Rồi. Thì bây giờ đó anh muốn Khoa ha, nhân hôm nay mình đàn ông mà đúng không? Dạ. Có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không? Đó. Dành một cái lời nói, một cái sự bày tỏ gì đó với Vi trong chuyện ngày hôm nay. Thực ra cô thấy vậy nè, cái tâm trạng của Vi á, là cô có thể cô có hiểu được một chút đó Khoa. Có nghĩa là gì nè, quen với con từ lúc mà con
còn là một cái gọi là một người mới tin ở trong nghề đúng không? Đó, đồng hành với con suốt luôn như vậy là 7 năm rồi. Thì cái đám cưới mới diễn ra cách đây là 2 tháng thôi, yeah. đúng không? Thì thực ra qua cái đám cưới đó thì mới thực sự là danh chính ngôn thuận với tất cả mọi người trong nghề cũng giống như là đối với khán giả. Thì như nãy con vừa mới nói đó, hôm nay lên lại mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, tự nhiên cái cảm giác nó ùa về đúng không? Thì chắc chắn Vi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà hôm nay đây sẽ là lần thứ nhì một cái hình ảnh mà nó lan tỏa cả, gọi là một cái sự danh chính ngôn thuận ha, khắp cả nước rồi cả nước ngoài luôn đúng không? Thành ra là ngày hôm nay nếu mà con làm được một cái hành động mà phải nói là tình cảm nè, lãng mạn nè, với Vi là cô ấy sẽ rất là hạnh phúc. Cái đó là cô nói nghiêm túc đấy. Rồi. Ngồi ở đó hay đứng đấy, lên gì đều được. Mắt hấp nghiêm mơ màng nhìn Vi đi. Nhìn Vi, nhìn vợ đi đấy. Đừng nhìn tôi. Tại sao mà lần mà nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới là anh cảm thấy rất là hồi hộp và nó như là lần đầu ấy, bởi vì để mặc được chiếc váy cưới này em đã phải thiệt thòi rất là nhiều, phải chờ đợi rất là lâu, và tới khi thì cái gì mà cách đây hơn 2 tháng thì hai vợ chồng cũng đã mặc rồi và mọi người cũng danh chính ngôn thuận rồi, nhưng thật sự cái gì đó là thiệt thòi thì nó mãi cũng vẫn sẽ là cái ký ức của mình. Dù anh có bù đắp thế nào đi nữa thì nó cũng không thể nào mà bằng được đúng, ví dụ như là đúng hai đứa yêu nhau, cưới nhau sau đó thì nó theo trình tự, nhưng mà có thể là mình hơi thiệt thòi một chút xíu như anh đã nói rồi. Khi yêu anh thì em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không chỉ là 1 năm 2 năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời này. Và có cái gì mà em cảm thấy anh không được một cái là cứ nói thật với anh, nói thẳng với anh luôn, bởi vì điều ước của anh cũng là chỉ mong em không phải suy nghĩ nhiều nữa thì thôi, hai đứa cứ chia sẻ thẳng thật với nhau. Còn đúng là thời gian gần đây thì hôn con nhiều hơn, thì ngày hôm nay ngay tại đây mình hôn nhau một phát em nhé. Trời ơi. Dạ. Tôi xúc động quá đi mất thôi. Đấy. Vì tôi quay đi kìa. Đấy. Tôi quay đi. Xúc động lắm á. Dạ, con muốn cô và anh chứng kiến nụ hôn này. Cô chứng kiến luôn. Dạ vâng ạ. Không chỉ có anh đấy. Tôi làm tóc không phải tự dưng mà tôi làm đâu nhá. Dạ vâng ạ. Mà còn có hàng triệu khán giả đang xem đấy nhá. Lần đầu tiên là mấy năm nay thì nụ hôn nó hơi chớp nhoáng một chút xíu, thì hôm nay mình làm lâu một tí em nhé. Chung là lãng mạn lắm mạn, nhưng mà con người anh là nó vẫn nhây nhây một chút xíu nên là cuộc sống nó phải vui đưa mồm đen. Rồi. Đẹp trời, quá, đáng yêu quá. Mất. Hôm nay là chắc là lần đầu tiên mà hôn lâu như thế ở trước máy quay với lại công khai đấy. Công khai luôn em. Là lâu rồi đó hả? Dạ. Không, ý là mạnh dạn. Nếu mà ấy thì nó sẽ lâu hơn xíu, nhưng mà rồi. Nên là đầu tiên hôn lâu như thế ạ. Đấy thôi, bây giờ chúng ta đến lời chúc của ông mụ nhá. Rồi. Dạ. Để năm sau làm sao mà tụi con không những là em ơi có tin vui mà lại một cặp luôn thì có mà chết nhỉ. Chị ơi. Em ngứa mồm, ngứa mỏ quá. Em nói đi, em nói đi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Mạc Văn Khoa, ha, Dư Vi ha, sẽ sau chương trình này các em sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Và có cái gì là phải thẳng thắn, phải nói thật với nhau, không được giấu giếm và không được suy nghĩ và suy diễn ở trong đầu nữa nha. Rồi chúc cho hai đứa trong năm nay bác sĩ báo tin vui, và qua năm sau sẽ xuất hiện cậu ba bún đậu đến với gia đình họ Mạc. Và đây sẽ là tin vui cho cả hai bên gia đình, và là tin vui của ông bố mà con Khoa và mẹ Vi nha. Trời ơi, dạ, đấy, em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Có phát báo luôn. Dạ, dạ, với một người chúc đâu bầu đó như anh ấy thì em thấy rất là vui luôn, và hy vọng rằng điều chúc của anh sẽ thành hiện thực ạ.